Cả chim trùng bắt em đi. Cái cấu như chi nhỉ? Cấu cũng được. Em ơi, cho em bắt đi nhé, cậu em. Bắt đã làm chim rồi chứ. Còn đúng rau cải bên này là còn chưa được ăn. Ừ. Rau cải phòng mình hài đấy. Ừ. Rau cải lớn này đúng như thế này chưa ăn đã mát mẹ hết rồi. Mày không cần to lên thôi. Chà. Ờ, mày ăn để lưng thấp nhất xong mày bảo nó nấu lâu. Mày đổ lên nó nấu lâu. Mày uống để cho tốt.
Năm leo bé dí luôn mà sốt toàn hơn 39 độ thôi. Mẹ em nghĩ là chẳng phải là do yếu phải ôn cho cơ địa. Hôm qua chị đi làm mà chúng nó còn bất ngờ không ạ? Chúng nó thực sự chết ở nhà không đi làm được không? Lần trước bọn chị tiêm lần trước ở công ty là được nghỉ một ngày đi tiêm, một ngày hôm sau sau tiêm nữa. Thôi chị sợ đến được bọn chị ít thì anh với lại đang chạy máy ấy. Anh tính công cho thì chết, mất nè, mất gần triệu bạc thì ăn cữ. Ăn nước canh gì không? Đi xong cái đó để cho con chút vào ăn này.